Để giữ gìn cho trật tự đó, chúng tôi sẽ có một cái hàng nằm phía tay trái của quý vị đó. Tức là từ phía ở dưới quý vị nhìn lên đây thì quý vị sẽ bắt đầu cái hàng bên phía tay trái. Và sau khi quý vị đi lên đây cùng thăm viếng với Chí Tài và chia sẻ với anh, vĩnh biệt anh, thì quý vị tiếp tục đi ra và quý vị đi xuống ở phía bên tay mặt của quý vị để cho trật tự, và chúng ta sẽ tránh những cái sự lùng củng nó không cần thiết. Sau khi mà nhân viên nhà quan hoàn tất các cái thủ tục mở nắp, chúng tôi sẽ xin kính mời quý vị. Cho nên là quý vị nào muốn bắt đầu để chuẩn bị đó, thì xin quý vị có thể hình thành một cái hàng ở bên phía tay trái của quý vị, bên trái của quý vị, tức là bên phải của gian thánh ở trên này. Đó, thưa quý vị, trong ít ngày trước đây, nhờ sự giúp đỡ của nhà quan Big Family và tuân theo đúng thủ tục ở luật lệ của Hoa Kỳ, nên đại diện gia đình bà xã của Chí Tài cùng với lại anh Chí Thiện đại diện cho gia đình đã được gặp mặt Chí Tài. Và hôm nay cùng với gia đình, cá nhân Minh Phượng cũng sẽ gặp mặt em trong ngày hôm nay cùng với lại tất cả các quý vị. Và một lần nữa, khi nhà quan bắt đầu thì chị Minh Phượng mời Phương Loan lên đây để đứng cùng với anh Chí Tài, người yêu dấu của em. Và trong lúc đó thì chúng tôi cũng xin mời danh hài Thúy Nga của Trung tâm Thúy Nga có đôi lời chia sẻ chân tình đến với lại người nghệ sĩ đồng nghiệp của mình, với Chí Tài. Hôm nay tất cả các anh em nghệ sĩ, khán giả và gia đình của chị Phương Loan đã được chứng kiến anh Chí Tài đã về đây. Thật sự ngày hôm nay thì Thúy Nga đến đây cũng dặn lòng là sẽ đến gặp anh Chí Tài lần cuối. Mình sẽ không có khóc, mình sẽ nhìn anh mình cười. Nhưng mà thật sự là cái sự xúc động nó cũng
cũng quá quá nghẹn ngào. Những ngày qua anh Chí Tài anh mất ở Việt Nam thì mình coi những cái video, những cái YouTube thì thật sự mình Thúy Nga cũng khóc rất là nhiều rồi. Nghĩ là hôm nay chắc đến đây sẽ cũng không còn khóc nổi nữa, nhưng mà không hiểu sao mà khi vừa đưa cái linh cữu của anh Chí Tài ra thật sự là Thúy Nga rất là xúc động. Ngày hôm nay chị đến đây muốn chia sẻ cái tình thương yêu của người đồng nghiệp, một người anh Chí Tài đối với Nga giống như một người anh trai. Cách đây ít lâu thì Thúy Nga cũng có nói chuyện với anh Chí Tài.